Trên điện thoại Samsung có một cái tính năng rất là hay mà trên iPhone không có. Đó là tính năng anh chị sẽ tắt nguồn điện thoại không được nếu như anh chị chưa mở mật khẩu khóa màn hình. Và bây giờ em sẽ biểu diễn cho anh chị xem. Ở cái chế độ màn hình như thế này thì anh chị có thể khởi động lại hoặc là anh chị tắt nguồn đều được. Nó không yêu cầu gì cả và thế là nó khởi động lại. Và anh chị thấy nó đã khởi động lại một cách rất là nhanh chóng, không yêu cầu mật khẩu gì cả. Kể cả anh chị tắt nguồn thì cũng như thế. Và chiếc điện thoại của anh chị đã được khởi động lại xong. Nhưng một cái tính năng cực kỳ hay đó là khi mà anh chị khóa màn hình lại như thế này nè, thì bây giờ anh chị mở sáng màn hình lên, anh chị tắt nguồn sẽ không bao giờ tắt được. Nó yêu cầu anh chị phải nhập mật khẩu mới tắt được. Người dùng không thể nào tắt được nếu như không mở khóa được màn hình. Tính năng này là tính năng bảo mật cực kỳ hay. Và thật sự thì người dùng bình thường không tắt được thôi. Chứ đối với những người thợ kỹ thuật như em vẫn tắt được bình thường. Nhưng mà vì cái tính năng bảo mật và ngăn ngừa những đối tượng trộm cắp nên em sẽ không hướng dẫn trong video này. Trên Samsung, nếu như đang khóa màn hình như thế này, anh chị không thể nào tắt nguồn được, anh chị lưu ý. Và anh chị có thể tắt nguồn được bằng cách là mở khóa được màn hình ra. Khi màn hình được mở khóa, chẳng hạn như màn hình được mở khóa như thế này, thì lúc này anh chị mới tắt nguồn và khởi động lại điện thoại được. Đây, anh chị xem. Tắt nguồn rất là đơn giản với điều kiện là anh chị phải mở khóa được điện thoại của anh chị ra. Và trên cái màn hình khóa của Samsung như thế này, cái lúc mà mình chưa mở mật khẩu á, mình có thể vuốt từ trung tâm điều khiển xuống. Anh chị thấy em sẽ vuốt từ trung tâm điều khiển xuống như thế này. Và đây là vuốt từ trung tâm điều khiển xuống. Tất cả những cái mục ở đây anh chị có thể thao tác được hay không? Thì em xin trả lời là không. Ví dụ như giờ em tắt wifi nó cũng đòi mật khẩu nè. Nhiều bạn bảo là Samsung sao nó không làm cái tính năng giống như trên iPhone là không truy cập được trung tâm điều khiển. Thì có truy cập được hay không truy cập được thì mình cũng không tắt được nếu như mà mình không biết mật khẩu. Đây là một trong những cái giới hạn mà Samsung cài ra cũng rất là hay. Những cái phần kết nối như là 3G, 4G, Wi-Fi, mạng đồ này nọ là anh chị không có thao tác được gì hết. Thì cái tính năng này để làm gì? Để khi mà anh chị lỡ mất máy thì SIM nó còn nằm ở đây, hoặc là những cái dịch vụ vị trí ở đây, vị trí nè, là anh chị có thể tìm được. Và Samsung nó có một cái tính năng là cho phép anh chị tìm lại thiết bị mất. Cũng giống y chang như iPhone luôn. Thì cái tính năng này khi mà cái dịch vụ vị trí anh chị có bật hay tắt cũng không quan trọng. Nó mặc định là nó sẽ cho phép anh chị truy cập luôn ở bên trong cái mục tìm thiết bị. Rất là hay và thông minh. Và cái tính năng này nó nằm ở bên trong bảo mật và riêng tư. Thì ở trong đây nó sẽ có một cái mục tìm di động của bạn. Ở đây là anh chị chọn vào cho phép tìm thấy thiết bị, cho phép tìm thấy điện thoại này. Và sau đó anh chị đăng nhập Samsung Account thì nó sẽ có những cái phần như là tìm ngay khi thiết bị ngoại tiếng và gửi vị trí sau cùng hay là mở khóa từ xa. Đây là một trong những cái tính năng bảo mật nâng cao của Samsung. Anh chị sẽ được tìm hiểu thêm và chuyên sâu hơn vào video tiếp theo. Tại vì đây là một trong những cái video nói về cái chủ đề là điện thoại Samsung không tắt nguồn được khi bị khóa màn hình. Nên em sẽ làm một cái video tiếp theo để hướng dẫn anh chị cách bảo mật, cách tìm lại cái điện thoại khi bị mất. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo.